Đúng nhỉ? Eric. Eric Kickle này, UT9 này. Đây. Tất nhiên là mỗi mỗi một cái phiên bản nó sẽ lấy khác nhau một chút thôi. Đây. Đấy, của các em lấy nguồn AC của các em. Đây, cái nguồn AC của em đây, các em giả sử tôi cái nguồn AC của em là đỉnh đây, biên độ là 220, đúng là góc pha lạc sông tần số 50 Hz đấy, được chưa? Ok, sau đó các em lấy cái iốt, iốt thì các em dùng power factor đây, còn iốt em lưu ý là con iốt của chúng ta ở đây chúng ta có thể bỏ qua cái điện trở. Bỏ qua cô đo đi, không dùng cô đo nữa, đúng chưa? Còn yếu chúng ta đây, chúng ta lấy một cái tải, tải chúng ta là tải thuần trở chẳng hạn, tải chúng ta đang là tải thuần trở mà. Cho dễ. Tải thuần trở này, đúng không? Điện trở đây 1 ôm này. Chúng ta dùng cái tham chung R để quay. Đây là cách mà chúng ta muốn đây. Đây chính là cái chỉnh U. Đúng chưa? Chúng ta có thể dùng biến áp vào đây, tôi trực tiếp dùng nguồn U2 luôn. Đây. Đây em nhìn đây chính là cái trục view của chúng ta đây, đây đúng nhỉ. Đấy. Rồi sau đó chúng ta sẽ phải đo, đo thì các em dùng measurement này, chúng ta đo dòng đo áp tùy chúng ta. Vậy chúng ta ví dụ tôi đo dòng điện này, tôi dùng ampere kế này, đo điện áp này, đúng nhỉ. Đây. Đo điện áp ở trên hai đầu điện trở, đúng rồi, chính là UD điện áp ở trên hai đầu điện trở, đúng chưa? Dòng điện đây chúng ta dòng điện trong mạch thì chúng ta chảy qua điện trở, chúng ta có thể đo như này. Đây, dòng điện, dòng lưu ý là dòng chảy từ cực dương âm, nên chúng ta phải lưu ý là cái chiều dương chiều âm của chúng ta nó phải điền đúng, không có lộn ngược trở lại đấy, đúng chưa? Ok, chúng ta cũng có thể đo điện áp nguồn nha, điện áp này điện áp phía tải trên hai đầu trở, còn điện áp này điện áp phía nguồn chính là U2 đấy, đúng nhỉ? Điện áp phía nguồn chính là U2. Em có thể copy đấy. Sau khi các em mô phỏng xong, các em chụp cái mô hình mô phỏng của em. Đây. Sau đó các em lấy cái khối đo block ở cái này. Đây, hello. Mọi người có đang nhìn thấy tôi đang làm gì không nhỉ mọi người nhỉ? Có hẹn.
Yeah. Rồi sau đó các em có thể dùng cái spin. Làm cho đẹp đẹp tí. Ôi cho đẹp đẹp tí. Rồi sau đó các em dùng pen các em cắt vào. Ôi của ta. Tôi chỉ làm một ví dụ thôi nhé, tôi không làm những cái phần còn lại rồi, cho nên ông nào không làm được là lỗi đâu. Tôi hướng dẫn mất thời gian hướng dẫn rồi. Đây. Pin tool. Bóp vào. Chưa? Ok chưa? Edit. Copy. Và sau đó đây, mô phỏng kiểm chứng. Bết vào. Đây. Nhiều đấy. 4.1 mô hình mô phỏng. Mô hình mô phỏng chỉnh lưu. Một pha một nửa chu kỳ. Nửa chu kỳ. Sử dụng mắt áp trên bên đây. Các em ghi ở dưới thông số mô phỏng. Là thông số mô phỏng ở đây chúng ta thấy là chúng ta có U2 đầu vào, chúng ta cho nó nhớ U2 chúng ta bằng 220 căn 2. Ở đây chúng ta nhìn này, chúng ta nhìn cái thông số đo điện áp đầu vào U2 áp đỉnh 220, nhưng mà thôi chúng ta ghi căn 2 nữa. SQRT. Được chưa? Đấy, 220 căn 2. Sin 100pt đúng không nhỉ? Tần số 50Hz mà. Đúng nhỉ? Đấy, chúng ta sin 100pt. Tải thuần trở R bằng 1 ohm. Chúng ta ghi cái chỗ vôn vào đây nữa. Tải thuần rồi tải thuần trở R bằng, đây các em nhìn thấy tải thuần trở R của em bằng 1 ohm này đúng nhỉ? Còn nếu mà các em muốn cho bằng 5 ohm 10 ohm tùy các em, ví dụ 5 ohm chẳng hạn đúng nhỉ, thì tôi cho đây này 5 ohm đúng nhỉ. Và các em chạy mô phỏng kiểu gì, các em lưu ý ở đây là ở đây chúng ta dùng tool simple system, nên chúng ta phải lấy cái simple system của nó ra, cái bao vui để chạy nha. Đây. Đây, cái bao vui của nó ra. Đây cái bao vui này, ông phải có cái bao vui này các ông mới chạy được. Đấy. À, tôi chạy ở 50Hz thì tôi chạy ở chu kỳ 50Hz chu kỳ là 0.1/50 và 0.02. Tôi chấm 0.1 đã 0.06 đi, 3 chu kỳ. Đây các em nhìn cái điện áp đầu ra của nó đây. Rồi đây năm của nó. Nên nhầm một dòng. À, tôi đã nhầm
định là 220 SQRT căn 2, tần số là 50 Hz. Dạ, ok, là chạy. Thấy cái em nhìn thấy đúng không? Nó chỉ lấy được nửa chu kỳ thôi. Đúng chưa? Một nửa chu kỳ này. Đúng chưa? Ở chỗ này nó méo méo thì các em lưu ý là chúng ta có thể chạy sang ở chế độ gián đoạn để cho nó đỡ ấy, đỡ méo một tí, tại vì là hai em chưa sao. Chưa giải thích được tại sao nó không lấy được hình tròn như thế. Đây, ông nhìn chưa? Đúng chưa? Nó chỉ lấy được nửa chu kỳ lưới thôi. Đúng nhỉ? Còn những cái đây điện áp nguồn của chúng ta đây. Điện áp nguồn của chúng ta hình sin đây. Đúng nhỉ? Còn điện áp của chúng ta, điện áp tải của chúng ta đây không sin này, đúng nhỉ? Và dòng điện của chúng ta đây, đúng nhỉ? Dòng điện của ta đồng dạng với điện áp phía tải. Nếu mà các em muốn không được phép lấy hình như thế này thì chúng ta sử dụng cái đây là ID. ID. Đúng chưa? Ok. Đây là UD. Nhớ chúng ta phải dùng structure with time nhá. UD. Rồi. Chúng ta dùng U2. Ok. Và tôi chạy lại. Tôi không lấy trên hình nữa, tôi lấy ở trên đây. Ở đây các em nhìn thấy đây, ao của tôi đây. Đây này. Ở trong cái ao này tôi có đây, U2 UD ID này, tôi với đấy là plot. Ở đây tôi là out.ud. Đây cái chữ out out.ud. Out.ud. Đấy, đây cái hình của chúng ta đây. Ta thu được cái hình UD đây, đúng nhỉ? Tôi vẽ không on. Và tôi vẽ ID. Tất cả mọi người phải vẽ theo kiểu này nhá, không được vẽ theo lấy cái hình đen xì ID. Đúng nhỉ? Rồi. Hạ như này đúng không? Ông vẽ muốn vẽ đây. Hai cái này cùng trên một trục, đúng là đây là dòng ID, đây là dòng UD đây. Và các em có thể ông có nhìn thấy tôi đang làm gì không nhỉ? có Và các em có thể em muốn muốn làm cái này theo một đường kẻ đây trong trơn này nó cũng đẹp thì các em dùng cái cô lệnh clip dưới rồi đúng chưa, và các em có thể dùng inset chụp x đây. Tất cả những gì tôi đang dạy cho các em là những cái cơ bản mà các em phải dùng mắt áp là thời gian, chụp thời gian của ta giây. Ở đây bao gồm dòng điện và điện áp thì chúng ta phải inset chụp y. Inset chụp y ban đầu là gì? Điện áp chúng ta ký hiệu đơn vị là gì, là vô. Đây là chuẩn quốc tế người ta làm như thế nha, báo cáo đấy, dòng điện là ampere. Được chưa? Rồi và bây giờ chúng ta chú thích cái đường màu đỏ là gì, đường màu xanh là gì thì chúng ta dùng cái nhanh. Đây, cái dữ liệu màu đỏ chúng ta có thể sửa trực tiếp vào đây, nó là gì? UD. UD chính là điện áp ở trên hai đầu tải đúng không nhỉ? Và cái này chúng ta chữ sửa là ID. ID. Đúng nhỉ? Và ngoài ra các em có thể tô đường đậm cho tôi. Các em dùng đường đậm.
muốn cho đậm cho nhạt thì các em dùng property inspect của nó đây. Đúng đây. Tôi không muốn cho này nữa. Đây. Chờ một chút. Đây. Cái đường độ rộng của nó, đây kiểu của các em có thể chọn là bất cứ kiểu nào. Kiểu nét liền, kiểu nét đứt đây. Nét liền, ví dụ tôi nét đứt đây, đúng nhỉ? Đấy nét đứt đây. Ví dụ độ rộng của nó tôi ký hiệu tôi cho là 2 đi. Đúng nhỉ? Sẽ đậm lên. Chờ chút. Đây, thay đổi màu sắc cũng như là màu tím chẳng hạn, đúng là màu thay đổi kiểu đúng là các em có thể thay đổi tùy, thay đổi kiểu gì không, chữ DID. Rồi. Cái độ rộng. Đấy, chúng ta cho độ rộng là 2 và sẽ tận bình này. Tương tự như thế chúng ta ấn vào đây, thì nó đang được màu đỏ ở đây. Chúng ta có thể sửa màu đen hay màu xanh tùy chúng ta. Yeah. Và độ rộng chúng ta có thể chọn nó là gì, là 2, đúng rồi. Cố gắng cái phần mềm là hơi khó sử dụng đây, đúng chưa? Và khi mà các em thay đổi màu sắc thì cái này nó cũng thay đổi theo, đúng chưa? Sau khi mà các em thay đổi rồi, các em có thể lưu vào kết quả vào, ví dụ desktop của tôi hiện tượng xuất 2022 đấy, đúng không? Kết quả mô phỏng. Còn tôi ghi là mô phỏng. Tôi ghi cái mà kết quả mô phỏng. Kết quả mô phỏng. Tôi ghi vào. Đấy, sau mai tôi mở ra tôi có thể sửa lại. Và sau đó tôi edit copy file. Để tôi copy vào đây. Thì nó sẽ ra rất là đẹp. Copy finger paste đấy, em thấy chưa? Nó rất là đẹp, em vẽ bao nhiêu cũng được. Kết quả mô phỏng. Kết quả mô phỏng. Chỉnh lưu. Kia. Mô pha hai nửa chu kỳ. Mình sẽ nó mô pha một nửa chu kỳ. Tải thuần trở R. Tải thuần trở R. Xong. Ok. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần báo cáo rất là đơn giản, ngắn gọn như thế. Và chúng ta có thể lưu cái file bộ phỏng vào. Các em nộp và các em sẽ nộp cả file bộ phỏng nha. Nộp cả file báo cáo và file bộ phỏng. Chỉnh lưu một pha một. Ok, thế là chúng ta có xong được cái bài báo cáo chúng ta, và chú ý rằng cái bài báo cáo chúng ta chiếm đến 30% số điểm, cho nên là nhóm nào không có báo cáo thì nhóm đấy nó sẽ không có điểm, đúng nhỉ? Đấy. Chỉ cần được khoảng mỗi cái báo cáo chỉ cần được khoảng 3-4 tờ thôi,
3 tờ được, cho các em gửi vào file, gửi vào email của tôi. Mọi người có nghe tôi nói gì không nhỉ? Đó. Nhớ là đây tôi có công thức này, công thức của tôi là công thức này, tôi có thử cho ông xem đây. Và công thức của tôi cung cấp cho ông hết ở chỗ này này. Đúng nhỉ? Đây công thức của tôi cung cấp hết chỗ này, đúng nhỉ? Đấy, tôi viết cái gì không phải gõ lại cho tôi cái đấy. Rồi bây giờ các em làm cho tôi bài ví dụ 1 và tất cả mọi người phải làm ví dụ này và có thắc mắc gì phải hỏi tôi nhá. Thắc mắc gì phải hỏi tôi. Tôi cho các ông thời gian làm bài trên lớp. Tôi nói chưa đi lại là gì? Tôi ra đề thi ở trong slide. Tôi ra đề thi ở trong slide cho nên là bất cứ cái bài nào mà các em cảm thấy không hiểu các ông phải hỏi tôi nhá. Cho đề thi cho bài ở trong slide. Nhớ nhá. Cho bài thi ở trong slide. Nào tất cả mọi người làm đi. Các em lưu ý là tôi đã gửi cho em slide rồi và các em lấy cái slide các em đối chiếu cái bài 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 chữa của tôi này trên này xem có đúng không. Và có máy tính nữa, tôi nhắc đi nhắc lại một điều là gì, đề thi là ở trong slide, tôi chỉ thay số thôi. Ông phải hiểu được chứ ông mới làm được, tôi không hiểu được tôi không làm được đâu. Để bắt buộc là ông phải thay từng số thôi một, và cái chỗ nào không hiểu ông phải hỏi trao đổi với tôi. Thực ra là nếu mà công làm ở trên lớp thì tôi sẽ chữa được ông. Rất tiếc ở trên lớp tôi không có, trên lớp tôi không biết bảng cái phấn được, không chữa được. Các em phải chịu khó. Tất nhiên là cũng chính vì thế chúng tôi sẽ ra đề thi nó sẽ dễ hơn là các em học ở offline. Tại vì online thì nó nhiều cái bất tiện và chúng ta sẽ gặp nhiều cái khó khăn hơn là thi off. Nhưng mà không phải vì thế mà các em chây lì các em không làm. Em chây lì không làm chắc chắn là không qua được. Em biết vừa rồi thi chúng ta trượt đến 150 sinh viên, 160 sinh viên, số lượng trượt rất là nhiều mà công không chịu học, lại trượt tiếp, lại phải đi học lại nữa, nó rất là mệt. Đến đâu nó rất điểm đến đấy đi nha.
bạn này đúng không? Đúng đây, đúng đây, đúng đây nào, đúng đây nào, đúng đây nào. Đặt thêm bật chưa, đặt thêm bật chưa, đặt thêm bật chưa. À, có ai thắc mắc gì về bài tập này cũng vậy mọi người nhờ. Alo. Alo. Tôi gửi cái form này, cái form bài tập lớn ở trong và trong Zalo cho các em nhá. Em thấy em muốn hỏi là UD với cả URMS là bằng nhau à? Cái UD và URMS. Của cái phần em thấy trong công thức là phần công suất một chiều với cả phần công suất áp dụng nhỉ? Khi mà tính sang cái phần hiệu suất thì em thấy công thức của nó lại thành là ID chia cho IRMS bình phương, thì hai cái U giúp họ chung nhau thì là UD với cả URMS là bằng nhau ạ? À? UD em tính bao nhiêu? Đây này, URMS bằng U2 chia căn 2 và UD cũng bằng U2 chia căn 2, cho nên chúng ta cũng có thể giúp họ bằng căn 2 U2 chia pi của em. UD chúng ta là điện áp trung bình, nó bằng căn 2 U2 chia pi. Còn URMS là điện áp hiệu dụng, còn U2 chia cho căn 2. Làm sao hai cái dạng nước được cho nhau nhỉ? Tính kiểu gì mà hai cái dạng nước cho nhau? Em tính đây này, UD tôi bằng căn 2 U2 chia pi bằng 54V, vậy còn cái URMS của em tính bao nhiêu? Không, ý em muốn hỏi là ở cái phần hiệu suất của mạch kia. Hiệu suất của mạch cái gì? Vâng, hiệu suất của mạch thì là em thấy công thức của nó là bằng BDC chia cho B. BDC thì bằng UD nhân với ID, còn P là bằng URMS nhân IRMS. Sao hai cái dạng nước cho nhau rồi? Em hiểu không? Vâng. BD của em thì bằng UD nhân ID, đúng nhỉ? Còn cái B công suất tác dụng của em ấy thì nó bằng gì? URMS nhân IRMS. Đúng vậy, làm sao giảm được? Nhưng mà nếu mà em quy đây này, ví dụ em quy về nó bằng U2 bình URMS thì bằng U2 chia căn 2 đúng không? Vâng. Chưa? Thì nó sẽ tính ra là bằng U2M bình phương chia cho 4R, đúng chưa? Còn BDC của em nó bằng bao nhiêu? Nó bằng UD nhân BD, mà UD bằng bao nhiêu? Bằng căn 2 U2 chia pi, còn ID bằng căn 2 U2 chia nhân chia PR thì nhân vào nó bằng là gì? Bằng 2 U2 bình phương chia cho pi bình R, đúng nhỉ? Thì U2 bình phương thì nó sẽ bằng là U2M chia cho 2, đúng nhỉ? Thì giải ước đi cả hai cái đều có U2M bình phương thì chúng ta có thể giải ước được, đúng nhỉ? Có hiểu không nhỉ? Không phải hiểu, em không thể hiểu là giải ước URMS cho nhau, mà giải ước là tại vì hai cái nó đều có thể biểu diễn có U2 nên chúng ta có thể giải ước nó cho nhau được, đúng nhỉ? Và đây chúng ta thấy hiệu suất của nó luôn bằng 40,5%. Đây, ở đây tôi viết đây này, U2 giảm nước cho nhau này, đúng nhỉ? Vâng. À, tất cả phải hiểu những cái bài như thế này. Tại vì những cái bài như này các thầy ra để cho các em làm để các em đỡ điểm. Mà chúng ta ngay bài đầu tiên mà chúng ta đã không làm được rồi ấy, thì những bài tiếp theo chúng ta sẽ không làm được, tại vì càng những cái bài về sau nó càng rất là khó để chúng ta tưởng tượng. Chính vì thế mà tôi mất các em học với tôi, với em thấy là tôi ngày nào phải lấm lem viết bảng, ngày viết bao nhiêu bảng mà cuối cùng cũng các em vẫn không hiểu được. Nên dạy trên online này tôi nghĩ rằng là tôi đã giảm đi mất đến 60% công lực, không thể truyền tải hết được những cái mà tôi muốn nói. Bây giờ tôi muốn viết này, tôi muốn cho các em thấy là những cái vấn đề nó rất là phức tạp như thế nào, tôi không biết được, tôi chỉ nói được, mà nói bây giờ tôi nói rất nhiều nó đau hết cả mồm, mà nói nắm nó ngọng hết cả lưỡi lại, 3-4 tiếng đồng hồ tôi nói làm sao mà tôi nói được. Cho nên các em phải cố gắng tự học,
và cố gắng để làm theo những cái gì tôi hướng dẫn. Trước tiên là gì, các em phải làm được cái bài tập lớn để các em có điểm bài tập lớn nó cao vào, thì đi thi các em có được nó thấp đi một chút nhưng mà cái bài tập lớn nó kéo lên thì chúng ta sẽ qua được cái môn này. Còn nếu mà các em mà làm bài tập lớn mà chúng ta mà làm 1-2 điểm không điểm thì chắc chắn đi thi là các em chưa đủ nước, không có cửa bật, đảm bảo không có cửa bật à, như thế. Đây, cái bài đầu tiên là tôi sẽ gửi cho các em vào trong Zalo. Cái ví dụ đầu về cái bài tập lớn tôi sẽ gửi cái file vào trong Zalo cho các em để các em xem. Zalo. Chọn file. Công thức đây này, tôi gửi vào Zalo cho các em xem. Đấy. Và người đầu tiên làm cái bài này chính là người số 1. Ông số 1 sẽ làm cái bài đầu tiên là làm công thức về những cái bài này. Đầu tiên là về chỉnh lưu một pha một nửa chu kỳ tải thuần trở R. Ông phải trình bày cho tôi mỗi một mình ông làm bài này, tôi tại vì bài này tôi chữa bắt buộc một mình ông phải làm. Bài số 1, bài này là ông số 1 làm. Đây, tôi ghi ra đây. Em đã... Cái gì em nhỉ? Ông số 1 ông nào không biết nữa nhỉ? Đây ông số 1 đây. Mai Tuấn Minh. Đấy, báo cáo về cái bài bài này là chỉnh lưu một pha một nửa chu kỳ. Chu kỳ tải thuần trở R. Mai Tuấn Minh. Thế nhỉ? Đấy, rồi ok. Đấy, một mình Mai Tuấn Minh sẽ làm cái bài này. Và hạn cuối cùng là gì? Trước khi tuần thứ 13 các em sẽ phải nộp hết để tôi chấm điểm, để tuần thứ 15 tôi công bố điểm. Là tuần thứ 13. Tôi không biết là tuần thứ 13 là ngày nào nhưng mà đại loại là buổi học thứ 13 các em phải phải nộp hết bài tập lớn cho tôi để tôi công bố điểm nha. Chỉ một pha tại được. Đấy, 64 ông sẽ có phân bổ sau nha. 64 ông sẽ có phân bổ sau. Cứ học đến bài nào tôi sẽ phân bổ người bài đấy. Rồi chúng ta có thắc mắc gì không nhỉ? Hôm nay chúng ta nghỉ sớm để buổi sau chúng ta sang bài thi to nhá. Ok không nhỉ mọi người nhỉ? Rồi, Vâng. ok, bye bye các em. Em thầy cho em điểm danh Hello đấy. thầy. Điểm danh nhá. Từ từ, không được ai thoát ra nhá. Không được ai thoát ra đây vội để tôi điểm danh nhá. Từ từ, quên mất không điểm danh chết.